Tại sân Bernabeu vào ngày 20 tháng 9, Real Madrid thể hiện sự áp đảo khi kiểm soát bóng 76%, cường 16 quả phạt góc và dứt điểm 32 lần với 7 cú trúng đích, trong khi Union Berlin chỉ có 4 pha kết thúc không trúng mục tiêu. Dù áp đảo toàn diện, đội bóng Hoàng gia chỉ có được 3 điểm nhờ một cú sút ở phút bù thứ tư. Trong một pha phạt góc, Toni Kroos chuyền ngắn và Federico Valverde thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm hai cầu thủ của Union Berlin trước khi đến vị trí của Jude Bellingham, người đánh đầu ghi bàn vào lưới trống, mang về chiến thắng cho Real Madrid trong trận đấu mở màn bảng C của Champions League. Với 20 tuổi 83 ngày, Jude Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn quyết định chiến thắng trong trận đấu Champions League cho Real Madrid, và cũng là cầu thủ Anh trẻ nhất làm điều này cho bất kỳ đội bóng nào tại giải đấu này. Bellingham, một trong số các tân binh của Real mùa này với phí chuyển nhượng 110 triệu đô la Mỹ từ Dortmund, đã thể hiện sự xuất sắc bằng việc ghi 5 bàn trong 5 trận tại La Liga. Anh đã ghi bàn ở phút bù 90+5 để đánh bại Getafe 2-1, ghi bàn ở trận thắng Celta Vigo 1-0, cú đúp ở trận thắng Almeria 3-1 và thực hiện siêu phẩm vô lê vào góc cao trong trận đấu đánh bại Bilbao 2-0. Tiền vệ 20 tuổi chỉ thiếu bàn thắng trong trận đấu thắng Sociedad 2-1 cuối tuần qua. Vì vậy, Bellingham trở thành cầu thủ thứ tư của Real Madrid ghi bàn trong cả trận ra mắt Champions League và La Liga trong thế kỷ 21, sau Cristiano Ronaldo vào năm 2009, Isco Alarcón vào năm 2013 và Marco Asensio vào năm 2016. Trận đấu này là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong trận cầu chính thức, với Union Berlin trở thành đối thủ thứ 150 của Real Madrid tại các giải châu Âu. Đội trưởng của Union Berlin, Fernando Becker, đã áp sát để cản trở Eduardo Camavinga trong trận đấu mà Real Madrid giành chiến thắng 1-0.